cô trước đây cô coi tâm linh, nhưng mà cô cũng đi vào cái hệ tử vi, bởi vì cô là trong truyền thống của ông nội thì người coi thầy, tức là ông coi thầy coi tai tướng coi về tử vi á, còn ông ngoại là bên Phật giáo Hòa Hảo, bà ngoại cô cộng sản, nên trong cái tích thời gian lâu đời hình như là cái bên nào cô cũng biết được tí tí, vì vậy nên con tự càng xuống thì cũng có thượng đế xuống, giống như bên đạo của Đức Chúa Trời đã nói cũng thượng đế xuống, người ta nói rồi cái mình thuê bác nói là bên đó sai, không phải ta ở cung đó, ta biết việc của cung đó, ta làm việc của cung đó, rồi có người ở cung thiên tiên xuống thuộc về thổ tinh, rồi có người thủy tinh là ở từ cái cung của mẹ lục cung lên, nên mỗi người có khác như sắc màu hay trong việc làm ăn đó, nên cái người mà coi về tử vi là người ta quá giải theo sắc màu, có hiểu không? Còn cái rồi mình không biết á, mình nói bên đạo Phật nó có từ cái cung đạo Phật ở dưới những hàng mà tôi quan vua chúa nó nằm về từ cung trấn hoặc cung đội bên tiên, nên thành người ta nói có đúng có sai, rồi hai bên có người mà biết về tâm linh nó không có thấu triệt, bên đó cứ là bên này chê bên kia chê bên nọ rồi đấu đá lẫn nhau, làm cho cái về tâm linh nó bị giống như nó bị xáo trộn nên con là về tâm linh thì con nhận bên cùng cha người nữ mà nó đi bên Đức Thượng Thiên của cha Ngọc Đế. Mà nếu nói về cái triều quốc thì có người đi làm việc lập quốc, mà con để thấy con mà mới lên căn là con không có sợ ai nói chuyện mà chạch, là con đưa rớp là xong, đúng là con kim, còn không đúng là con không sợ. Thì có khi mở căn con cái bực thấp mở không nổi, con cũng bị căn chuyển lâu rồi chứ không phải mới, nếu cô coi không lầm là mười mấy năm chuyển, còn từ hồi nhỏ cô con chưa lập gia đình nữa. Nhưng mà chuyển con từ từ giống như người ta nói mình trồng cái cây từ từ nó trổ lên cái bông cái hoa rồi nó mới lên cái trái, nên á, làm một người thầy không phải là thấy một chỗ nó một chỗ, giống như Hạ Quân mặt pháp này đó, con người trở lại cái hồi Long Hoa thì nó 2000 năm đúng không? Bây giờ 2022 năm mình đầu thai lên 85 tuổi thì nó chính 26 kiếp rồi. Một cái kiếp thứ nhất đó là cái kiếp thu, giống như cô lên YouTube này có cái người phê bình, cô coi bình luận cô cười muốn chết luôn. Cô nói cho cô cái kiếp cô á, trong cái kiếp người ta nói ông cụ đó là bà chúa xứ đầu thai, nên cô á từ cái kiếp ác thần tới thiện thần rồi tới nhân thần rồi mới tới thiên thần, bây giờ mới tới là thánh thần chứ chưa tới Phật thần. Cô phải tạo 61 điều thiện, giống như bây giờ cô đi tâm linh rồi cô cho hòa, cô làm đủ hết là đi vào phước tướng. Còn cô làm thiện đúng 61 điều thiện này mà cô làm xong thì cô mới đắc được tiên thần hoặc Phật thần, thì đó là ngày mình đắc đạo. Mà khi đắc đạo là chuyện đã rồi, mình thăng vào cõi trời rồi, còn ở đây thì đồng quá, con hiểu không? Rồi á, cô nói vậy mà nó dốt ơi là dốt, nó dốt cô bằng cái đầu nó không biết chứa cái gì. Nó nói là bà đừng có xưng Phật thánh thần ở tại thế gian, như vậy cô không có buồn, không cô không buồn là tại vì cái người đó có biết gì đâu nói. Nên á, cô nói đây là cô nói pháp luôn. Giống như những cái phần căn hay những người quay YouTube hay những cái người mà đối tác đang tu hành rồi bị người khác nói nặng nói nhẹ giận hờn, mình coi cái trình độ họ có bằng mình không, họ học cái trình độ có lớp 1 thôi mà mình học cái đại học, mình nói từ không gian từ là về cái năng lượng điển quang trong cái tần số của nghĩa là siêu hình học, nó là tiểu hình học, mình giận nó để làm gì. Nên ngu tầm ngu, mã tầm mã, người trí kiếm người trí nói chuyện, còn gặp người dốt mình làm thầy nó không được làm con nữa, một là làm thầy hai là làm con, vậy thì nó không mất lòng. Làm con là tôn nó làm thầy, nó nói gì mình ừ với dạ, còn á, mình làm thầy nó dốt và nó chịu học thì mình ở dạy nó. Như vậy thì cách đối nhân xử thế mà nói với em luôn, tức mình không có đối vào một cái chuyện một đâu, cái người trí luôn luôn lúc nào phải thấy được cái trước cái sau. Còn như hôm nay cô coi căn con á là nó vậy á, nó nhưng mà mình mở này nè, nữ nó mở tới 9 luồng, nam mở 7 luồng, nữ nó có tệ hơn cái là mở mấy cái dòng thai nó thấp nó lên, tại vì mình hay nghi rồi mình tạo nghiệp nè, mình đôi khi mình hút thai điều kinh rồi đó, thành ra nó có hai cái luồng điển thấp nhất là những cái dòng âm dòng thai nó theo, rồi nó hành nó làm ớn ớn rồi khóc đi đâu khóc đó, rồi không có mở trí được. Mà con muốn nó nâng cao là tại sao? Vì nó là cái dòng thai nhỏ nhưng nó cũng là cái thức. Cái thức biết đâu hồi tiền kiếp quá khứ nó là người tu mà nó làm sai cái gì đó, nên cái nghiệp nó phải chết ở trong bụng, đó là nghiệp.
mà mình biết quá giải thì nó được tăng tốc, không biết không. Nên mình thấy cái dông thai mình kêu nó nhỏ, mình đi vô chùa gửi tầm 7 nữa. Tại vì nó là cái thức, chứ đâu phải là một con người mà con gửi, con tu nó tu theo. Như vậy thì con muốn nó đi đầu thai hay đăng ký vào đâu đó, con phải tạo phước. Con tạo phước thì nó sẽ được tiến, mà khi nó tiến thì nó sẽ được. Còn bây giờ như đảo đi, cô với con bây giờ cô lớn hơn là cái tuổi già, nhưng mà cái căn đâu nó tuổi già. Sao Đức Thầy hồi trước có 19 tuổi, ổng làm giáo chủ mà Đức Ông lại là cha của Đức Thầy thôi, chứ không hơn Đức Thầy được. Như vậy thì đạo nó có mau chặn chứ không có sao trước, đúng không? Như vậy thì các con cô tôn trọng hết là cái phần riêng, còn cái xác trần. Còn bà lớn cũng là con cháu của cô, giống như con, nếu mà nói là con của cô rồi, cái tuổi á. Như vậy thì đối kêu con là coi kêu cái xác trần, còn sự tôn nghiêm của trên là việc ai nấy làm. Cô chỉ giải bài vậy thôi, con làm cái việc này cô kêu làm việc kia đâu được, nghe không? Đầu ai chí nấy, răng đâu nú đó hả. Nghiệp của ai tạo thì người từ đó mở. Còn bây giờ cái căn chuyển lại, không phải là con không biết, con đến cô là thấy kỳ lạ. Con đã biết mình là ai, có khi mà con cảm thấy con tin con chờ con, mà có khi con không tin, có đúng không? Vì cái căn nó xuống, khi mà nó mở nhanh quá cái nó gối, giống như con nhỏ hồi hôm kia nó đến mà coi cái xác là nó rất là cao, mà cô hồi ra làm thầy 46 năm rồi, bỏ là 45 năm cô đã tiếp xúc rất nhiều. Cô chưa bao giờ tiếp một cái phần cao, có một cái phát nguyện của nó tối cao như vậy, quá sức luôn. Mà nó vô nhà thương liên cùng quá, 3 năm nó lại nó làm vậy nè. Là cô biết nó từ ở bên hàng sĩ đặt ra rồi, nó qua rồi lại nó xưng nó là sĩ đặt ra nè, xưng là nó Quán Âm Như Lai này, xưng nó Đức Quỳnh Giáo Chủ, xưng thầy Tây An. Nó bị điên, cái chồng nó đưa vô nhà thương điên mà đi tùm lum hết nó quậy. Nhưng mà lại cô biết cái lời phát nguyện của nó thôi. Nó chỉ đọc lời phát nguyện nó, mà lần này nó không cứu chúng sanh được thì nghĩa là muôn kiếp nó không trở lại cõi thế gian. Nó nguyện linh hồi cùng chúng sanh. Nó phát nguyện một cái cô nói còn không được. Nó phát nguyện hay lắm, mà cái tướng thì xấu, mà con người thì nông thân, thì cô cũng không biết nó là ai nữa. Thì cô định thần, vô định thần, cô thấy sao mà một cái vị này nó là cái xác điên điên cùng cùng, mà lại nó phát nguyện cao như thế. Mà cô làm thầy 40 năm chưa có cái phần hồn nào mà nó phát nguyện cỡ đó. Cô giật mình đó, nó phát nguyện. Bây giờ cô là tâm linh, cô tiếp được ba cõi mà, là trên cõi thượng thiên là vúng động luôn á. Nó cái lời phát nguyện của nó, thì cô mới định tâm lại. Thì cô đó là cô hỏi coi vị nào lâm phàm mà bị đả đi. Thì cái ông á, là ông này là gì là Chân Ngọc Tiên, tức là ổng Quyền Ngọc á, ổng cha thượng thiên, ổng xuống mà ổng bị đả tới, gặp nó như vậy đó, là lên nó là ổng đả tới cái kiếp đó là được 500 kiếp người á, chứ không phải một kiếp. Mà tới bây giờ cái thức ổng còn nhớ, nên ổng nguyện cái đại lực, ổng xưng ổng là trời, xưng Sĩ Đạt Ta. Trong cái thời Sĩ Đạt Ta có ổng rồi, mà ổng phá Phật, ổng đi ngược á. Ổng gặp cái sao cô Tích Tỉnh, nó ôm cô, nó kêu phụ Hoàng Mẫu ơi, Dương Phụ ơi, con là Sĩ Đạt Ta. Bởi vì nó nhớ nó đề bà Đạt Đa, nó là bên của Ma Dương, nhưng mà nó nhớ hồi đó đề bà Đạt Đa là chế phá Sĩ Đạt Đa. Nó cái nó kêu nó khóc thảm thiết. Khi nó tỉnh lại, cô cho nó 200.000 nè, rồi cô cho quà nó. Thì nó nói chuyện rất ngọt, nó nói anh em muốn xin thùng mì, mà là cô nói chuyện chứ nếu không cô đã cho nó thêm thùng mì nữa, rồi cho gạo cho đồ. Nhưng mà cô mong là tu tích này nó coi nó nhớ lại nó bình tĩnh. Tại vì nó cứ sinh nó lại, mà con biết không, nó làm gì nè. Đó, theo cái người Ấn Độ mà con dòm cái tướng nó xấu lắm. Thật sự là một người phụ nữ xấu nghèo luôn, nó không có nhà, nó ở nhà trọ luôn đó. Nhưng mà tại sao nó lại có phát đại nguyện mà con định tà thần lại là nó vúng trên cái cõi tam thiên, là vúng động luôn. Thì ra cô biết nó là bực. Nên ổng thiệt xuống thế gian cái kiếp, ba kiếp gần đây ổng tên là Ngọc Huyền Trân Đại Sư. Nó mới cao hơn, cao độ như vậy. Thì hình như ổng tu ở chùa Vũng Tàu. Ổng nói tu ở chùa Vũng Tàu. Nhưng mà có cái khi mà tưởng của chúng đó, nếu mà cô nói về chung và cả trong đó có cô nữa, những người mà ở tường cao chùa lớn mà được uy tín mà hưởng của chúng quá nhiều mà không làm gì cho chúng hết thì phải đạ vào một chiếc đau khổ. Bây giờ nó có chồng, có hai bà, hai đứa con, mới sanh con 3 tháng nó cũng bị tà huyết nữa. Cái đó là khi sanh rồi nó bị tà huyết, nó vọng lên cái thức, nên nó mới bị điên. Rồi nhưng mà cái phần căn nó là
Ngọc Huyền Trân, tức là một đại sư, nó đầu thai lại nên cái lời phát miệng nó cô phải nói là rung động cả tam thiên cõi, cân cõi tam thiên đó. Nên cô mong rằng người nhà biết rồi cầu nguyện xin, thì tự nhiên cái thần đó người ta rút bớt cái năng lượng, cái năng lượng tức là cái điểm năng nó nóng quá chịu không nổi, là con cái khi mà nó qua khai kiến Phật ngộ vô sanh bắt thối Bồ Tát Di Bằng Lữ, cái đầu của con mà con niệm được Phật hoặc con làm được việc làm thiện, nó bắt đầu nó hở thì nó nhức, hoặc nó nhột hoặc nó thốn đó, thì nó hở hở vậy nè, là con kiến tánh được đó, ngộ vô sanh. Thì đó là cô nói, thì nói là trị bệnh con luôn á. Thì con là ai? Con từ nằm ở cung cha cũng giống như cái từ cung Ngọc Tư xuống, nên cái khí của con nó nóng lắm, nên nếu nhức đầu nó căng ở đây nó đau giáp cốt. Rồi thỉnh thoảng cái con đau nửa cái phần lưng, mà có lúc là con về tình cảm gia đạo gia đình con làm ăn, con đứng ra giống nghèo lắm cũng đứng vào hàng xếp chứ con không có tệ, nhưng mà con bằng ăn nó chưa được thuận lợi, nghèo thì không nghèo nhưng mà cái phát triển giàu của con nó không được như ý, tức là nó được cái này cái nó gãy, cái nó có cái khác, mà miếng mình gãy rồi thì mình tạo trong cuộc đời, nếu con phải trả là qua ba cuộc tình con mới ở hết đời, đi xuống đài xuống thì nó phải chảy nếm nếm chảy mười, là cho con lặn lội bao ngàn năm tháng năm nè, rồi chảy bao đau khổ đắng cay nhiều trời, cuộc thế sự xây dần nhục nguyện cũng đến thời quyết liệt con ơi. Đó, cái thời này là cái thời để đấu đá lẫn nhau cái về tâm linh vô hình hữu hình, bởi vì cái vô hình ở chánh kiến tâm linh này nó nặng lắm, ở trên thả xuống thiên hoàng mở cửa các lăng, địa hoàng cũng mở chính từng ngục môn, ngu tầm ngu mã tầm mã, có chiến tranh hay không cũng do những cái tâm linh của chính thần nó lên. Bây giờ anh giết tôi giống như chế độ cũ nè của Việt Nam Cộng Hòa và chế độ của hiện tại của cộng sản đi, mình nói hai cái này nó không có là đừng sợ, nó không có gì, thành ra bây giờ tôi cũng hy sinh về đất nước, mà tôi chết với cái làm tên mũi đạn của anh, rồi cái bên kia cũng vậy, hai bên mà hai cái sát trần rất là bình thường, coi như anh em thân lắm, thương nhau rồi đi uống rượu đồ chung đó, nhưng mà tới hai cái căn nó xuống nó hơi cái cự quất nhau cái chết sống đủ thứ đó, đó là cái cuộc chiến tâm linh rất là hỗn tạp. Thành ra bên cô nói là mấy em tin tin cái gì, cô đi họp ở trên thượng thiên của tam tòa, nó ba cổ, một là tam tòa cổ giáo, tam tòa cổ giáo là của ma tổ á, của tổ sư Bồ Đề nè, rồi của hồng hồng mông lão tổ, hồng mông là khí á, hồi trời đất mới sanh chưa có con người, rồi tới là nhiên đăng cổ Phật, thì chính Phật Mẫu và Đức Ngọc Đế cũng phải qua bên tam tòa cổ giáo để hợp luận cái hội Long Quang này, chứ không phải là mà tam tòa mới định, chứ Ngọc Đế chưa phải là quyền chủ tòa để định cái phân nghiệp này nữa. Nên cõi trời á, em biết sao không, có từ 33 cung cõi, 36 cung cõi trời, nhưng mà xuống đây được ba cõi được thành lập, một là cõi trời tam thiên, tức là cõi trời quyền lực á, giống bây giờ đương nước Mỹ nè, nó sống đang quyền lực, nó là đàn anh hết, rồi Liên Xô trong các cái nước cường quốc á, nó là bên cõi trời tam thiên, nó dân lãnh lệnh ông trời này, ổng có lệnh của 36 cung cõi là ổng là chiến thần, trừ gian diệt nịnh để ổng binh vọng cuộc chiến tranh, mấy thế gian là nhân quả, nên ông trời này ổng xuống môn thu thiên định nhất kỳ, đến ngày trả quả bị bên tai, anh giết tôi giết anh, rồi bây giờ nhân quả này phải trả, bây giờ Bồ Tát và A-la-hán và tam tòa thánh giáo của Thái Thượng Lão Quân, Lão Tử và Thông Thiên Thần Chủ cũng phải đứng quan bệnh, vì cái này cái cuộc trả quả của cái thời mạng quan hành pháp. Nên tại sao bây giờ cho tâm linh mở nhiều, tâm linh trong tám cung, tại sao Bác Hồ Chí Minh không nói là chữ Cũ Hồ hay là cái gì Hồ, mà để bác là có tám cung, từ Càn nè, Cảm nè, Cấn nè, Chấn nè, Tốn nè, Luy nè, Khôn rồi. Thì tám cái cung này á, nếu nói là ông Nguyễn Tất Thành là nhà họ Nguyễn, tại sao có nhà họ Nguyễn, mấy con không hiểu này đâu. Thì trong cái thời ăn khế trả vàng đó, mình ở đất nước mà mới sanh con người, bà nữ hoa mới nắng đất thành người, trong khi là Phục Hy Thần Nông Quỳnh Đế Nhiêu Thứng trong cái thời đó thành lập tới là con người trước tiên hết là ở Trung Hoa Dân Quốc, bà nữ hoa bảy mới nắng hình đất thành người đó, bả là ông tổ mình mới xưng hiệu là Phục Hy Quỳnh Thần Nông Quỳnh Đế. Con có coi thuốc đồ này kia nọ đó, thì mới cũ phẩm thì có mẹ nữ hoa mới là vợ của ông Phục Hy mới đội đá với giấy trời. Như vậy thì khi mà cái đời thứ sáu của vua Phục Hy á, thì có là Lộc Tục, tức là Sùng Lãm đó, mới đi qua phía Bắc, tức là ở Trung Quốc nó đi qua phía Bắc ở Phú Thọ mình đó, mới gặp bà Phụng Cơ. Bà Phụng Cơ mà giờ nó mẫu Âu Cơ đó, là cấp đó là mình từ cái loại
từ thấp xanh nè, mẫu mới xanh ra là thấp xanh là cỏ gác cây đó, rồi mới tới quá xanh tức là trùng vế đó. Rồi á, mấy cái loài nõn xanh là những loại đẻ trứng, là mẫu Âu Cơ là thuộc về phụng, là đi vào lại loại nõn xanh. Khi mà có một con người rồi mới tới cái loại là thai xanh đó. Thì trong đó là từ thấp xanh, quá xanh, nõn xanh, thai xanh, thì trong khi đó là cái tướng tinh của rồng đó, là sùng lãm, là con của tước đại đế, thì xuống đó hồi đó thì mới thấy rồng. Bây giờ mình chỉ thấy di ảnh của rồng, ai gặp rồng đâu. Rồng là tướng tinh, mình để tướng tinh cho nhà rồng. Tại sao bác lại xây dựng cái nhà rồng, và chế độ cũ cũng có những cái nhà rồng, đó là cái giờ vừa nói về cái Cửu Long thì nó có chín rồng, nghĩa là bên Cửu Long Giang thì ở cái vùng miền Tây An Giang của mình, đó là nói về cha. Cô nói từ cái căn của con nó nằm từ cái triều đại của cha. Còn từ cái Vĩnh Long có chín cửa, nó đi ra ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu, Năm Non, Rồng Phụng, Trúc Tư, miền Bỉ Núi này, sao Bảo Quý, thì trên đó xây dựng mẫu thì xây dựng chùa núi tướng nhiều hết. Bên cha là phá tướng, mà bên mẹ là phải tù tướng. Bởi vì con lại nó xin tiền mẹ không à, nó không có xin tiền cha. Nên mày thấy bà chúa nè, bà tiên, bà mẫu, không biết đeo vòng vàng ta cúng tùm lum, mà bà Quan Âm Bồ Tát nữa đâu có cúng đâu. Ông có thấy ông Ngọc Đế đeo cái sâu chuỗi hay sâu vàng vậy không? Nên con muốn làm ăn thì xin theo từ cái căn, chứ không phải là đi vào Phật pháp đi lại chùa. Thì mấy nhà sư nói không sai, nhưng mà mấy nhà sư là buông hết đi chùa cúng dường Phật tử ăn, còn mình là có chồng có vợ có con nuôi cha dưỡng mẹ mà mình không làm gì hết thì cỡ như chết đói. Mà đất nước đều không có công ty xí nghiệp, không có bác sĩ, không có những người đi tới làm một chiến thần, một hiền thần và một đại đức, thì kể như là đất nước mình mất từ lâu rồi đó. Như vậy thì đất nước phải có nhân tài mới có hữu dụng được. Bây giờ làm một công ty đi, con mướn, con là tổng giám đốc, con mướn nhân viên đi, mà có người giỏi theo con, trợ lý theo con giỏi đi, thì công ty con được phát. Mà cái trợ lý của con thì những người làm việc cho con không có tài năng gì trên tào lao bất xế, thì một thời gian là con bị lụng buôn bán tập cái bên cái là tập quá xanh mà cô nói đó, giống như ở Chi Lăng cô vừa nói. Trời ơi, mở ra một cái tập quá lớn gì ở Chi Lăng vậy, mà công nhân viên mướn cô lại, cô lên cô mua, cô nói cái ông này mà không quản xíu, mà nhân viên nó bán gì nó lo bấm điện thoại không, lo hỏi 3 tiếng mới có thì nó nạt nộ. Nó nạt nộ hơn là người của cô nói tới đây á, mình thấy cũng tội nghiệp cái thằng chủ. Cô nói ở đây cho luôn tức cho biết, để mà nhất là công ty bị sập không có quản xíu cái nhân viên nhiều. Cô nói cái người mà vô rồi người ta chạy mất dép, người ta không mua nữa. Bởi vì buôn bán là nghĩa là chung đụng xã hội, là dạng người, chứ đâu có người mà phải là mua vừa vui lòng khách đến vừa lòng khách đi, phải không? Mà mướn công nhân viên đó người chủ mà giao thì thằng chủ nó sớm muộn gì cũng sạc nghiệp thôi. Nếu nó không bán nhà nó cũng bán công ty à. Như vậy thì hôm nay cô cũng nói về con, như vậy thì bác là có là chính cái quy luật của thằng chủ. Nên trong bác có 8 cái luồng điển của cha trời. Cái luồng điển chính là của Quỳnh Long, là của chiếc thân của Ngọc Đế, là mấy người làm chủ tịch. Đừng nói như bác Trọng hay ở nước ông bên Mỹ, ông Mai Đình và bên ông Putin đồ, đều là có một cái chân thần của Đức Ngọc Đế hết á, bị ông trời hết á. Nhưng mà cái xác trần là làm chiến thần hay làm thiện thần đây, là do sự tu tập và cái căn nghiệp của mình. Như vậy thì con á, hôm nay cô sôi căn cho mấy con, hôm nay sôi không hết đâu. Bởi vì phàm á, chỉ biết 10 trong có 2 điều thôi. Cô chỉ nhìn thấy con trong 2 điều là đủ rồi, chứ không thấy hết 8 điều gì. Trong đó có cái sự ẩn chứa quyền duy nữa, hiểu không? Nên một người nào mà nói tôi đã nói hoàn hết. Và hôm nay nhỏ này nó muốn nói về bà Võ Đệ với là cái công chuyện lưu tức, mà có bao nhiêu phản kháng. Cô cũng bắt vài người, có thằng Long thằng gì đó nó phản kháng, nó nói lừa đảo này kia. Thật sự nó giống như con ngỗng thôi, nó gấp được mấy miền mà hoặc lúa, chứ nó đâu có biết cái quyền gì. Cô cũng nói cho lưu tức nó nghe luôn. Nó có nè, tà thần nè, ác thần nè, kiếm thần nè, thiện thần nè, thiên thần và Phật thần đều xuống hết thế gian này. Coi mà ngu thì tầm ngu con trâu á, thì nó có cái cây cài để nó kè, nó kéo đất để nó kéo lúa thôi. Con ngựa thì nó kéo người, đúng không? Mà con người thì kéo cái gì? Rồi cô hỏi để con trả lời cho nó vui trong cái lưu tích. Con người kéo cái gì? Con không biết. Đây, thì hỏi hết đi, còn chừng nào không biết thì nói con không biết, cô trả lời. Con không biết hả? Con người kéo cái gì? Kéo cái nghiệp hả? Đúng rồi. Con người một là kéo về thiện nghiệp và ác nghiệp,
Nếu mình tạo ác là ác nghiệp nó lôi, thì mình gặp những điều trắc trở trong cuộc đời kiếp trước kiếp này. Vì kiếp này mình thấy mình hiền ăn chay niệm Phật đi làm phước không mà lại đâu bị chứng chữ đó. Đó, còn anh em mình nó giàu nó cho tựa lưa hết trơn, nó cho người này người kia, mình bao gạo nó không cho nó. Đó là mình kéo cái một cái thiện nghiệp và ác nghiệp. Bây giờ á, vậy là đó là rồi nó cộng lại hai cái nó cộng chung con biết là gì không? Là tốt nghiệp. Tốt nghiệp. Giống như bây giờ mình lên YouTube mình thấy cái người đó mắc cái mình lệnh chửi cái mình giận thua. Tại vì cái tốt nghiệp mình với người đó không đủ duyên cho nó chửi mình cho nó giảm. Nên cái người mà lên YouTube phản kháng nó giống như con gì? Con Phương Linh. Nó là nó nói rất là dẻo nhưng mà cái miệng mồm nó cô nói thẳng luôn, cô nói cho nó đụng chạm luôn. Nó nói nó là một chiến thần cho nó không hạ giọng. Vừa rồi nó nói nó liều chết để bảo vệ gia đình. Nếu là Phật Thánh Tiên Thần thì phải chịu chứ. Bà Quan Âm á, hồi xưa đó bà Thị Kính đó, em biết không, bà là phụ nữ đó, mà bà giả trai bà tu. Nhưng mà tới cuối cùng Thị Mầu đẻ con giao cho bà, nói là bà là Thị Mầu thì nó cũng bị rồi. Như vậy thì cô nói giả Phương Linh và tất cả bà Phương Hằng và tất hết đều là có sứ mạng hết, người có sứ mạng hết. Người ta xuống mà ai biết nhường thì người đó đậu, mà ai chiến thần là người đó rớt, cả cô nữa. Như vậy thì mình nhường tam bước thì cái hạnh nó sẽ phủ hết, thì mẹ đâu có bỏ mình đâu. Bây giờ trời Phật rộng lớn, người bể nước sâu mà tại gào thưa dân đông đảo, lời truyền không xuất, mình nói trên cái nghĩa là gần 9 tỷ người trên cái quả địa cầu này đi, rồi trong đất nước Việt Nam mình có 96 triệu dân, và những người khác thì lên YouTube này cái mạng cộng đồng nó nghe rất nhiều. Thì bây giờ không lẽ đất nước Việt Nam mình có tiên Phật, nước ngoài nó không có? Như vậy thì bên nghĩa là đạo Cao Đài thì nó có tiên ông các vị người ta làm ô sứ mạng, rồi nó ở bên đó là Thiên Chúa giáo nó có Đức Mẹ Maria, Đức Chúa Trời, Đức Giêsu và các tôn giáo khác, cả những tâm linh là không có đạo. Giống vừa rồi cô có nghe một cái đoạn của công ty Thiên Bích có Đức Chúa Trời Lâm Phàm mượn cái đệ đó tên là Lê Văn Sẻ xuống nói về quyền lực, thì cô thấy cô cũng nghe một đoạn, cô thấy nói nếu đúng với nhà trời thì nó cũng đúng đúng tí, còn nói với cái người tu bình thường trong giáo thì nó cũng chưa được hoàn hảo. Rồi con có công việc thì về, cô nói vậy là đúng rồi, hết rồi đa gia căn của con là con của ông trời. Dạ. Con của ông trời, con nói có thể là một vị công chúa nào đó trong cái thời kiếp con đến đây con đầu thai con trở lại nếu con làm tốt. Bây giờ con xuống đây con tệ cánh máy, con nói thật sự con, nếu mà nói đúng cái duyên con phải thay đổi 3 lần để con trả cái nghiệp mà con tốt hơn con giật lại. Con muốn thay đổi 2 lần thì con tạo phước làm lành. Bây giờ làm lành thì nghiệp nó tiêu. Còn nói về trí tuệ của con, cô nói sương sương cho cô hiểu rất sâu. Bởi vì con tự người chảnh xuống. Giống như trường hợp đại học thì con nghe giảng sư nói thì con ok rồi. Nhưng mà tiểu học nó nghe nó không biết. Như vậy thì con biết con là ai, con phải làm gì. Rồi cái sau này đó, ở trên bề trên sẽ cho con biết con làm gì. Không có ai mà cho mình biết chính bằng mình biết cái việc của mình, đúng không? Mà bây giờ con muốn tới cô là vì con biết chuyện này chuyện kia nên nó bị phân tán. Bây giờ con miếng bước cô nhận định coi cái việc của con nó có đúng không? Đó. Như vậy thì cô nói cô có thể giải đáp cho con được 50%, chưa hết, đúng không? Như vậy thì chờ cái lợi gặp sau, có những duyên sau. Rồi cô cũng thôi tặng con bài thơ để khi chia tay. Con tên họ gì? Con họ Nguyễn Ngọc Thủy. Nguyễn Ngọc Thủy hả? Nguyễn Ngọc Thủy. Biên tội. Ngày mùng ba buổi trưa thân thiệt điển cô qua cho biết từng nơi Phận ra Ngọc Thị con trời cũng là công chúa nhiều đời thái sinh. Cô muốn nói về tâm linh hiền an hữu để cho con hội đủ linh quang hướng về trên ánh đạo vàng thì con biết được nhãn toàn vô viên. Nguyễn Ngọc Thủy người đi làm việc hãy soi gương và biết sẻ chia, chừng nào đất nước còn
phía chở chữa gừng sản quả chè đậu chung. Văn chương cô nói ẩn dân một chút, còn phía là chưa tới, chừng sáng mới tới, tức là trong cái cuộc thăng trầm này nó chưa bao giờ lộ ra một cái gì cần thiết mình biết, chỉ trong một phần trong bóng tối mà thôi. Đó là ý chung. Thì phải nói vô cùng kháng khích, để cho người ý thích phát quang, tìm về với ánh đạo vàng. Con hồng chảo lạc hồng bàn thì xương, tặng thơ vào một buổi trưa, khi về cô tạm vẫn đưa mấy điều. Trên đời phải biết thương yêu, để cùng anh chị dắt dìu đàn em. Những gì thì đã thấy xem, hãy đem cái tốt đừng đem cái buồn. Gói lòng chắc sẽ gỡ xuống, bãi rồi thành lại nên tuôn đâu xa. Kỳ này là hội Long Hoa, dân lệnh Phật Bà xuống thế độ dân. Miền sao cải qua đời tận, cho các chiến thần quy Phật tu nhanh. Cô về nhận lệnh Ngọc Thanh là thầy giáo chủ đang thực hành phát huy, và giả thờ mẫu Diêu Trì cũng đồng kính bái chỉ thị trên. Thôi thì cô tạm gọi tên Ngọc Hoa Ngọc Thủy, có nên danh đề Kim Giao Bích Phượng Mẫu Khuê. Chúc cho con được trở về trở duyên, là người em nối nghiệp truyền, hãy nên giúp chị gia tiên an lành. Vì theo cái lực vận hành, con là con mẫu học hành đã lâu, chuyển xây thế giới toàn cầu, mẫu tiên chỉ mở bộ đầu con thôi. Em ơi cố gắng lên rồi, dầu cho khổ khói cũng nhôi lên bờ, vì trong có những nguồn thơ. Cô qua mong đợi từng giờ con tiên, thôi thì cố gắng kiếm tiền để lo làm phước tạo duyên giới trần. Chúc con ba đứa có phần, đây là đàn chị hãy cần hai em học hành gói gắm để xem. Từ bi trí tuệ hãy đem thấm nhận, cho con Ngọc Thị tin mừng. Tiền nóng tạm mất bởi đợi dừng cuộc chơi, cho con sống tạm cuộc đời, rồi con sẽ được thảnh thơi an. Ở đây có Đức Mẫu Hoàng ban cho con đạo nhẹ nhàng khỏe hơn, hương về của gốc Bụ Sơn, đưa tay niệm Phật quả ngờn bỏ đi. Những ngày trên bước đường đi cũng là sắp xếp đời thi cha già. Ngọc Hoàng chiếu linh hằng xa, mượn lời để tặng chúc quà giao tuyên. Hẹn trong quý vị lặng im ngồi nhập lý thiền, thoát tục giật mê, thì con sanh gốc Bồ Đề, cảnh tiên cảnh Phật muốn về dễ thôi. Nam Mô Di Đà Phật, có đúng không? Thì mình làm hết cái đạo nhân rồi thì mình chỉ đi vào một cái lý thiền, mà cái lý thiền mình không phải ngồi thiền.